Xin chào các bạn. Đối với một cây saxophone thông thường ấy, thì cái dăm kèn của nó chỉ có tác dụng liên quan đến bend và tạo ra cái âm thanh thôi. Thì với kèn điện tử, cái dăm kèn nó không đơn thuần giống như một cái dăm kèn của cái cây saxophone, mà nó có nhiều cái chế độ tính năng hơn rất là nhiều. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn những cái tính năng đó và cách để mình có thể sử dụng cài đặt cái cảm biến dăm kèn của cây kèn điện tử NUTS NS1 này nhé. Thì đầu tiên là ở phía bên dưới này chúng ta sẽ có một cái công tắc. Đây là cái công tắc để bật tắt cái cảm biến dăm kèn của NUTS NS1. Thì chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta phải gạt lên ở mức ON là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta muốn sử dụng cái cảm biến cắn này như thế nào thì mình sẽ vào cái phần cài đặt bằng cách là chúng ta nhấn giữ phím SELECT, sau đó là vào cái BY CONTROL. Thì ở đây cái cảm biến cắn này sẽ có một vài cái tính năng chính. Một là chúng ta có thể sử dụng cái dăm kèn này khi mà ép môi vào để bật cái chế độ rung vibrato, là chế độ rung tự động. Chế độ rung tự động này chúng ta có thể là cài đặt được cái phạm vi rung tự động, là cái độ sâu của rung tự động như thế nào này, và cái trường độ của rung tự động nó như thế nào ở trong cái phần này. Và sau khi cài đặt được rồi các bạn có thể nghe thử. Nếu mà mình không cắn nhá, thì hơi nó sẽ đều như vậy. Đây là một cái luồng hơi bằng của mình, và khi mình cắn vào nó sẽ khác. Nó sẽ bổ trợ cho mình một cái rung rất là hiệu quả. Khi mà nào chúng ta muốn rung ấy, chúng ta chỉ cần tạo áp lực vào cái dăm kèn này, và không muốn rung chúng ta chỉ cần nhả ra là xong. Thì đây là một cái tính năng rất là hay. Ngoài cái tính năng này ra, chúng ta có thể cài đặt nó giống như là cái chế độ EQ. Chế độ EQ là chúng ta sẽ cắn nhả để có thể thay đổi cao độ của cái âm thanh đấy được. Đây ví dụ là cái như thế này. Thì với chế độ EQ này chúng ta sẽ cắn nhả liên tục để có thể thay đổi cái cao độ của âm thanh. Và cái cao độ của nó lên cao bao nhiêu và xuống thấp bao nhiêu chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt được ở trong cái phần vừa rồi nhá. Và chế độ thứ ba đấy là cái chế độ pitch. Nó sẽ khá giống với cái chế độ của saxophone. Đấy là chúng ta có thể sử dụng nó thay cho cái bend. Thì chế độ bend này thì anh em mình phải luyện tập khá là nhiều, khá là kỹ để có thể là tạo cái áp lực vào để có thể bend được một cách chủ động như ý của chúng ta. Thì cái này là mình khá ít sử dụng cái tính năng này, mà mình sử dụng cái tính năng rung tự động nhiều nhất. Và chế độ cuối cùng là chế độ dăm kèn giống hệt so với saxophone. Chúng ta cũng có thể chỉnh được cái mức độ của cái dăm kèn này. Đây là mức độ nhạy nhất. Nó sẽ giả lập lại cái dăm kèn của saxophone. Thì mỏng môi, chúng ta chỉ cần lỏng môi một chút thôi là nó sẽ hạ thấp cái cao độ của cái cây kèn xuống. Thì đối với những anh em mà chơi saxophone, mình nghĩ là sẽ khá là thích cái tính năng này. Bởi vì mình đã luyện cái môi của chúng ta một cái thời gian rất là lâu rồi, thì chuyển sang kèn điện tử nó cũng có thể giả lập được y nguyên. Đó là cái cách mà mình có thể sử dụng cài đặt cái cảm biến dăm kèn của cây kèn điện tử NUTS NS1 này. Và nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, có thể là comment ở phía bên dưới, cũng như là các bạn muốn mua kèn điện tử của NUTS cũng như là tất cả các cái hãng kèn điện tử khác, thì hãy liên hệ đến công ty trách nhiệm hữu hạn Viettran Music các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào.